Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về hai cái phần mềm nhé. Hai phần mềm để xóa phông xanh, tách nền cho video. Thì hôm trước thì có một số bạn hỏi ngoài Filmora ra thì anh có dùng cái phần mềm nào không? Thực ra thì ngoài Filmora ra đấy thì mình có. Mình thường ấy mình sử dụng Camtasia để làm những cái video giáo dục ấy. Còn Filmora thì đa số là mình làm mấy cái video kiểu vlog du lịch các thứ. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách mình xóa phông xanh ở hai phần mềm này. Thì cũng có nhiều, nói chung là xóa phông xanh thì cũng có nhiều phần mềm. Phần mềm miễn phí cũng có, rồi phần mềm kiểu chuyên nghiệp như Premiere Pro, DaVinci thì cũng có. Nhưng mà cái mà mình chọn phần mềm ấy để edit video hoặc là xóa phông xanh các thứ ấy, thì một là mình sẽ phải xem là nó có dễ sử dụng hay không, các cái tính năng biên tập video thì nó có ổn hay không, ok hay không. Chứ còn đa số các phần mềm biên tập video gọi là video editor ấy, thì sẽ có cái chức năng là xóa phông xanh. Đâm ra là mình không dùng mấy cái phần mềm miễn phí như kiểu Shortcut hoặc là VSDC nữa. Đấy, nói các bạn thế. Thế còn các bạn nào mà vẫn thích sử dụng các phần mềm miễn phí ấy, thì các bạn có thể tham khảo các cái phần mềm đấy, Shortcut hoặc VSDC hoặc Open Short các kiểu đấy. Thế còn hai phần mềm này thì mình sẽ đặt cái đường link ở dưới phần mô tả để các bạn có thể tải nhé. Filmora và Camtasia thì mình đều có mã giảm giá, một cái là 20%, một cái là 10%. Ok, bây giờ ví dụ bạn muốn tải Filmora nhé, thì bạn có thể vào cái trang web này filmora.wondershare.com nhé. Sau các bạn nhấn vào nút download này, sau đó tải về một cái file cài, sau đó bạn click đúp vào tải cài lên là ok. Thế còn Camtasia thì các bạn vào cái trang gọi là techsmith.com, sau đấy chọn cái sản phẩm là Camtasia nhé, product này, sau là Camtasia, sau bạn chọn download free trial. Hai cái này thì nó đều có cái bản dùng thử cho các bạn, bạn có thể trải nghiệm nó. Camtasia thì dùng thử 30 ngày, thế còn Filmora thì dùng thử lâu cũng được, mãi mãi. Đấy. Tuy nhiên là đều khi xuất video thì nó đều có cái logo của hãng sản xuất hết nhá. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào thứ nhất là Filmora nhé. Đầu tiên mình sẽ tạo một cái dự án Filmora. Đây, ví dụ ở đây là cái giao diện sử dụng phần mềm nhé. Các bạn có thể đi về cái trang bắt đầu ấy. Trang bắt đầu, kích vào No nhé. Trang bắt đầu của Filmora thì nó như thế này. Đầu tiên bạn sẽ tạo một cái dự án mới. Bạn nhấn vào nút này nhé, New Project, và tạo một cái dự án mới. Mình tạo một ví dụ của các bạn nhé. Sau đó để mà xóa phông tách nền ấy, thì các bạn phải đưa cái video của bạn vào. Mình sẽ lấy ví dụ một cái này. Ok, đây là một cái dự án mình đang làm. Kích vào đây. Đây là cái dự án mình đang làm đấy nhé. Mình sẽ kéo mình thả xuống. Thì đây là cái video phông xanh. Ví dụ khi mà quay phông xanh ấy, thì có một số bạn hỏi là quay như thế nào. Thì nói chung là quay phông xanh thì các bạn phải có một cái nền màu xanh, có thể là vải hoặc là tường cũng được. Bên cạnh đó bạn phải đánh đèn cho nó chuẩn. Ví dụ có cái đèn vào phông này, sau đó có đèn vào nhân vật. Ví dụ như cái video này chẳng hạn, đây là cái dự án của mình thì nó cũng không phải là cái nền, nó không phải sạch lắm. Các bạn nhìn ở góc phải này, góc dưới này, và góc bên trái này thì nó vẫn còn hơi tối tối, tức là nền thì hơi tối. Nhưng mà nói chung là đầu tư thêm đèn thì tốn tiền. Hai cái đèn này đã mười mấy củ rồi mà đầu tư thêm đèn thì hơi tốn. Dự án có mấy chục triệu mà đầu tư nhiều đèn thì phí. Ok, tuy nhiên là chúng ta cũng có thể tách được nền. Ví dụ trước tiên để tách nền thì các bạn phải crop nó vào nhé. Tại vì khi mà quay ấy, không bao giờ cả cái phông này nó là đều màu xanh cả. Bên này nó có đèn này, bên này nó có mấy cái treo này, cái này gọi là mấy cái mà không cần thiết ở trong video. Thì chúng ta sẽ crop nó lại. Đầu tiên các bạn sẽ chọn video, sau bạn nhấn vào nút này, nút crop, để bạn crop lại cho nó chỉ còn cái nhân vật thôi. Sau bạn chọn cái ratio, chọn custom, các bạn chỉnh ở đây, kéo vào đây. Ok, tương đối, cái này được rồi. Đấy, crop lại cho chỉ còn cái nhân vật như này thôi. Ok, xong nhấn vào ok. Bước tiếp theo là bạn phải xóa phông, đúng không? Xóa phông thì bạn chọn video, và bạn nhấn vào nút này, gọi là nút chroma key, ấn vào đây. Tiếp theo là bạn sẽ chọn cái bút này nhé. Chọn cái bút này và bạn chọn cái màu xanh. Ví dụ mình có thể chọn cái bút này, sau mình chọn màu xanh, chọn sát vào nhân vật để chọn đây. Thì nó sẽ bắt đầu nó xóa phông cho bạn. Tuy nhiên là các bạn có thể nhìn thấy cái nền nó vẫn là màu xám. Thì các bạn phải, tiếp theo là các bạn phải điều chỉnh mấy cái thông số. Ở đây có nhiều thông số lắm, có 3-4 cái thông số. Nhưng mà hai cái quan trọng nhất là cái offset và tolerance. Gì cái tiếng Việt mình chả biết là gì cả. Nhưng mà nói chung là nó sẽ tỷ lệ nghịch với nhau. Bạn có thể chỉnh cái offset này, tăng lên, tăng và giảm cái offset này nhé. Ví dụ bạn tăng lên này thì cái phần màu xám nó sẽ biến mất đi này.
rồi nó sẽ biến biến gần mất đi, nó gần hết rồi. Nhưng mà các bạn chú ý nếu các bạn kéo mạnh quá thì nó sẽ kiểu ảnh hưởng đến cả nhân vật luôn. Đó, đây bây giờ chỉnh hết rồi nhưng mà nó vẫn còn một tí này. Các bạn chỉnh tiếp cái phần tolerance xem sao. Đó. Rồi, đó, như này nhìn trông rất là sạch rồi, đúng không? Ngoài ra nếu mà các bạn muốn chỉnh cái viền của nhân vật ấy thì bạn chỉnh phần này, phần edge thickness nhé. Thickness là cái độ dày của cái mép, tăng hay giảm đấy là tùy vào bạn nhé. Nếu mà bạn có một cái video mà nó kiểu kiểu ngon ngon như này thì bạn không cần chỉnh mấy. Feather là cái kiểu tức là cái râu của cái viền ấy. Chỉnh thoải mái. Nói chung là mỗi một người quay video ấy thì nó sẽ tùy vào cái video của người ta và mình phải chỉnh mấy cái thông số này. Bạn có thể check bằng cách là Alpha Channel này, check này. Đấy. Ok, play thử. Trông rất là ngon đúng không? Rồi. Tiếp theo bạn thêm cái nền, để thêm cái nền ấy thì bạn kéo cái video này. Kéo cái track video này lên trên một track, sau đó bạn kiếm cái nền. Ví dụ mình ở trong Filmora thì mình có thể dùng luôn cái stock media này chẳng hạn nhé. Mình kéo một cái nền ví dụ cho ông ấy nền ra biển chẳng hạn. Đây, video 4K nền ra biển. Ok. Đặt vào đây, bạn kéo cái này xuống. Ok, nó phải tải đã. Kích đúp vào. Kích đúp vào cái này, tải cái video 4K này nhé. Sau đó bạn kéo xuống đây, kéo bạn thả bên dưới. Đó. Thả xuống bên dưới này, xong đó là ok rồi. Đấy ông có cái nền rồi. Khi mà bạn đã tách được nền như này rồi thì bạn có thể kích vào cái nhân vật này, sau bạn di chuyển cái nhân vật này đi đâu rồi đi. Ví dụ bạn có thể đặt nó về góc này chẳng hạn. Đấy. Đặt về góc. Nếu như bạn muốn nhân đôi nhân vật thì bạn sẽ copy cái này. Copy cái video nhân vật này, khóa cái track này lại, khóa lại. Bạn dán lên đây. Kích vào đây. Kéo và thả đây. Sau đó là bạn sẽ chọn một cái nhân vật này ở trên cái cửa sổ preview, chọn vào đây, bạn kéo nó ra đây. Đó, thế là nhân đôi được nhân vật, phông sạch, rất là đơn giản. Ok, bây giờ mình sẽ xuất bản ra và mình chỉ các bạn before và after nhé. Đó là cái phần mềm thứ nhất. Thế còn cái phần mềm thứ hai mà mình hay dùng ấy, đấy là cái phần mềm Camtasia nhé. Phiên bản mới nhất của Camtasia hiện tại nó là bản 2022 ấy. Mình thì đang có bản 2021 nhưng mà mình có quyền nâng cấp miễn phí lên 2022. Tuy nhiên mình chưa nâng cấp bởi vì mình đang làm dở dự án, nên là mình chưa muốn kiểu nâng cấp lên lỡ nó có vấn đề gì ấy. Thì cái phần mềm này bao gồm là có phần mềm quay màn hình và phần mềm biên tập video. Giá của nó cũng không hề rẻ nhé. Giá của Camtasia là 269 đô ấy. Với mã giảm giá là 10% thì các bạn sẽ còn là 224 đô hay sao khoảng mấy triệu ấy, 6-7 triệu ấy. Nếu bạn muốn mua thì các bạn có thể tham khảo thông tin mình đặt dưới phần mô tả. Các bạn tải về rồi các bạn cài lên nó vẫn như phần mềm bình thường thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào phần mềm nhé. Ví dụ ở đây chẳng hạn, mình sẽ đưa cái video lúc nãy vào chẳng hạn. Ở đây, mình cũng kéo một cái video này xuống timeline, đúng không? Mình tắt tiếng đi. Ok, đây là cái video. Và cái bước đầu tiên là mình cũng phải crop. Tức là phải crop cái video này. Để crop ở Camtasia thì mình nhấn vào nút này, crop nhé. Mình nhấn vào đây, sau mình kéo cái khung bên trái sang cái khung bên phải. Kéo ở trên xuống. Ok, như vậy là ok rồi. Tiếp theo là mình phải xóa nền. Thì để xóa nền trong Camtasia thì nhấn vào đây nhé, Visual Effect nhé. Các bạn chọn vào Visual Effect, sau nó có một cái effect gọi là Remove a Color. Thì các bạn kéo, bạn thả nó vào video. Sau khi bạn thả vào nó chưa có chuyện gì xảy ra cả. Bạn phải đi sang cái phần này, phần cái hiệu ứng của nó bên này. Bạn chọn màu nhé. Nhấn vào cái bút này, nhấn vào cái nút sổ này. Sau bạn nhấn vào cái bút để chọn màu. Các bạn nhấn vào đây, bên cạnh cái nhân vật. Ok, Camtasia thì nó lại dễ hơn là nó xóa nhanh hơn và kiểu đẹp hơn. Đấy các bạn nhìn này, một bước thôi, một click thôi. Nhưng mà nó cũng phải tùy vào cái video của bạn nhé. Video này mình quay bằng Sony A74 đấy. Thật ra là nó kiểu chất lượng cao. Thế còn bên dưới thì nó cũng có mấy cái thông số để các bạn chỉnh. Phần tolerance này bạn có thể chỉnh nhé. Ví dụ mặc định của nó 10% nhưng mà bạn có thể chỉnh này. Đó, chỉnh nhé. Reset nó về 10%. Ngoài ra nó còn mấy cái về softness là cái viền ấy. Viền nó kiểu viền nó mềm hay cứng ấy. Bạn có thể chỉnh ở đây. Tuy nhiên theo mình ok rồi. Bây giờ mình sẽ đưa cho nó một cái nền xuống. Ví dụ ở trong Camtasia mình chọn phần library nhé. Xong mình chọn một cái motion background. Ok, ví dụ background này chẳng hạn.
À, bạn kéo bạn đặt xuống bên dưới thôi. Đó. Ví dụ nói về chứng khoán. Đó. Thấy chưa? Nó rất là sạch luôn. Đấy là hai cái phần mềm mình dùng để xóa nền, tách nền video. Bây giờ mình sẽ xuất bản cái này ra và mình sẽ đặt before after cho các bạn xem. Ok, mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hai phần mềm này thì các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video hướng dẫn sử dụng cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.